Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện giác quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, việc chấn chỉnh xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của đảng, nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần cùng các cấp, các ngành và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế, xã hội.